Xin chào toàn thể anh em ha. Nay em lên clip mới giới thiệu với anh em về một cái sản phẩm vintage cổ ha, mới về của bên em. Em đó là chiếc tủ đài đến từ thương hiệu National, model là SE6500, một em tủ đài cổ chạy công suất bóng đèn và là stereo, hoạt động bao gồm đầu độc âm thanh, radio, AM FM và ngõ tín hiệu từ ngoài vào. Tất cả hoạt động đều rất là ok hết ha, hoạt động hoàn hảo hết các tính năng. Em này thì hàng nội địa Nhật và được về từ Nhật, nguồn điện AC 100V, anh em lưu ý giúp em ha. Về cái độ đẹp thì gần như là trên 90% về độ đẹp nha anh em. Và em sẽ quay cái ngoại hình để anh em xem ha, cũng như là test máy cho anh em hoạt động cho anh em xem. Chiều ngang là 1m09, 1m09 cho chiều ngang. Chiều cao của em nó là 72cm và chiều sâu tính ở cạnh dưới là cạnh loè là 40.05cm. Em này rất là độc đáo nha, đẹp nha. Đây là phần mâm than, mặt máy thì cửa máy trên, mâm than tự động ra khi hết đĩa. Và đây là phần âm ly, chỉnh chép và còn có logo theo mà, máy ha. Chỉnh chép nè, bass nè, volume 2 tầng nè, chuyển đổi cổng nè, tín hiệu nè, 3 chế độ âm thanh nè, tăng bass hoặc tăng chép nè, 3 chế độ âm thanh ha. Ra, gì đó, power nguồn. Đây, nó có 3 chế độ âm thanh đây, theo cái hình này. Đĩa thì chạy tốc độ 33, 45 và 78, model SE6500. Có một số anh em Việt Nam thì cũng comment với em là một cái đời tủ đài này á, là trước năm 75 thì cũng có một số bác đã sử dụng và rất là kết những cái dòng như vậy. Đã sử dụng tại thị trường Việt Nam và gần như nó vô cái tiềm thức, hoài niệm riêng của người ta. Lưới nè, lưới liền chạy 1, 2, 3, 4 cái sông nhựa và nhấn, điểm nhấn là cái chỉ đồng rất là đẹp, lưới ở trong kim tuyến ha. Em này còn rất đẹp nha anh em, hông máy nè, máy chạy công suất đèn ha, máy này. Đây có một cái hộp để đĩa khay, cái hộp riêng này để mình để đĩa để vật dụng gì đó. Mở nắp ra đây, cái mặt bóng anh em có thể thấy nè. Máy tuổi đời cũng khá sâu, chắc khoảng những năm 50 tới giờ, nhưng mà đẹp, rất là đẹp, vân nào ra vân nấy ha. Đây nóc trên đây, vân đây và nóc đây, liền lạc đẹp hết. Rồi ok, sau khi giới thiệu với kích thước cũng như ngoại hình, bây giờ sẽ tiến hành test máy cho anh em tham khảo ha. Trước tiên thì chạy ở chế độ phono là đĩa than, chạy với cái đĩa 33 dòng. Lên volume, chỉnh lên chép, bát có cái đồng cái nấc nè, theo chép bát ra ha. Còn mãi lời trao nhau ban đầu, ai ngỡ quên tình nhau. Đời còn anh em có thể thấy cái độ bóng của trên mặt máy thì có thể giả cái hình cái đồng hồ, anh em có thể thấy rõ ràng ha. Máy còn rất bóng và đẹp rồi. Trong cũng vậy, ngoài cũng vậy. Vì đã anh em có nhu cầu giao lưu hoặc cần thêm thông tin hình ảnh của máy, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với em ha. Số điện thoại em trên tiêu đề cũng như là Zalo 0908217658. Em Huy Dũng Tàu, em giao lưu với anh em và xếp hàng toàn quốc nha anh em. Thank you.
đó. Một đêm mưa đêm cuối ba ngày khét, ngồi tới suốt đêm dài thầm ghi câu run rẩy, lòng thương nhớ vơi đầy. Chạy rất là bực mà. Đời còn gì vui không? Qua bài này. Ta xa rồi em nhé, đừng em cứ vui, đừng về bên đất. Giảm nè, lên cái phần radio nè. Thông qua cái hệ radio thì chạy AM và FM. M đúp này là AM nè. AM nè. File đài đây. Đó, file đài lên. Nổi nữa. Qua tổng duyệt tập đến nỗi không đứng nổi nữa. Phải tổn hết. Rất là rõ luôn. AM ok lắm ha. Còn cái phần FM thì anh em biết rồi, nội địa Nhật thì 90 thôi là nó không tới đài. Chỗ nào thoáng hơn thì anh em bắt được khoảng hơn 90 lên bét, nó bắt được đài. Một hai đài thôi. Chủ yếu là mình xài AM. Các cháu rất có năng khiếu học nhạc. Chỉ thấm qua cái lớp biểu bì của cây. Thấm qua tại chỗ thôi. Đó. Em ha. Nằm dưới cái lớp biểu bì nhưng nó không di chuyển trong bông thang. Tầm tay nào tôi với tình ta cách xa rồi. Về ruột máy và phân đích máy thì khi em quay như vậy em sẽ không có thể quay sát cái cạnh để cho anh em xem. Thì anh em có nhu cầu thì cứ alo comment cho em, em sẽ gửi thông tin hình ảnh trực tiếp qua Zalo cho anh em tham khảo ha. Ta xa rồi em nghe luôn đồng nha này. Em cứ để mặc tôi với đời. Đây là xin tạm dừng phần mâm than nè. Em tạm dừng mâm than đúng không? Rồi, sẽ kết nối cái tín hiệu từ ngoài vào. Để phát qua cái đầu cối này cho anh em tham khảo cái đường tín hiệu ngoài vào luôn nha. Ok. Em sẽ play trên đầu cối này. Gia đình nhưng mới có người yêu. Tôi chỉ muốn trả lời chung cho những người hay hỏi tại sao tôi yêu cuộc đời chinh chiến như yêu chính bản thân tôi. Tín hiệu ngoài vào phát qua đầu cối AK.
cuồng vui của nó ở những cái thập niên trước 75. Chất âm của em này thì xin khẳng định với anh em về cái dòng tủ đài mà chân như vậy á, thì nếu mà nói này nó hay thì chưa chắc có thằng nào hay hơn đâu về cái phần chất âm. Một bass toàn giải 20 và một chép, và bass cũng rất là đặc biệt, thiết kế với kiểu cái kháng trở rất là cao, ôm cao. Vintage khổ Nationan SE6500 thì tới đây em cũng xin kết thúc clip. Trân trọng cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi cũng như là ủng hộ video cũng như là shop. Thì anh em có nhu cầu giao lưu xin vui lòng liên hệ trực tiếp số điện thoại cũng như Zalo cho em là 0908217658. Em Huy Vũng Tàu giao lưu với anh em và ship hàng toàn quốc nha anh em. Chân thành cảm ơn và kính chào anh em.